Vào sáng nay tại trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2024 do trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các hiệp hội ngành hàng tổ chức. Với chủ đề kết nối giá trị cùng phát triển, triển lãm thu hút gần 400 doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế tham gia. Đây là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Việt Nam, đồng thời tạo cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác đầu tư, trao đổi kinh doanh. Hôm nay thì Long An có hơn 20 doanh nghiệp tham gia, tập trung vào các ngành hàng như là nông sản tươi, nông sản chế biến, gia vị, các cái máy móc thiết bị liên quan tới chế biến và bảo quản lương thực thực phẩm. Thì đây là lần thứ 3 Long An đồng hành cùng với chương trình này. Thì đây là một cái cơ hội để cho quảng bá về ngành công nghiệp chế biến của tỉnh Long An. Và đây là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp nắm bắt các xu thế thị trường cũng như là các cơ hội để phát triển kinh doanh. Trong khuôn khổ triển lãm, gian hàng của tỉnh Long An thu hút đông đảo khách tham quan với các sản phẩm đặc trưng như lạp xưởng tươi, trái cây sấy, trà thảo mộc, mỹ phẩm làm từ cây chùm ngây. Các doanh nghiệp Long An cũng tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương với đối tác trong và ngoài nước. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18 tháng 5.